Thầy phải đến Mê La Cung ở tận trời xanh để nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng về đạo Hỗn Nguyên. Hai cái nhân sâm này thầy phải mang lên Thiên Cung. Dạ. Thầy giao cho hai con canh chừng chỗ này, nhất là vườn trái nhân sâm ở phía sau, không được chểnh mảng. Dạ. Thanh Phong Minh Nguyệt. Dạ. Hôm nay sẽ có Tam Tạng Pháp Sư Thánh Tăng bên Đông Thổ Đại Đường, đang đi Tây Trúc Bái Phật cầu kinh ghé qua đây. Ông ấy là cố nhân của thầy. Các con hãy hái thêm hai quả nhân sâm nữa mời ông ấy ăn, tạm tỏ tình cố cựu của thầy. Thưa thầy, chúng ta là Thái Ức Quyền Môn, sao thầy lại quen biết vị hòa thượng khác đạo ấy? Các con không rõ, vị hòa thượng đó là Kim Thuyền Tử đầu thai, người là đồ đệ thứ hai của Phật Như Lai bên Tây Trúc. 500 năm trước có quen biết với ta ở hội Lan Bồn, vì vậy nên ta mới gọi là cố nhân. Dạ. Đừng có linh động tới các đệ tử của ông ấy để khỏi xảy ra chuyện thị phi. Xin tuân lệnh sư phụ. Sư phụ à, bác giới, đi nhanh lên. Hãy xem kìa. Kính chào sư phụ. Mời người vào nhà. Sư huynh tới đây. Hãy xem đôi câu đối kìa. Phủ thần tiên trường sinh bất lão, nhà đạo sĩ cùng thọ với trời. Lão đạo sĩ nói khoác biệt người. 500 năm trước lão tôn đại náo Thiên Cung, trước cửa lão quân cũng chưa từng thấy câu này đấy. Mặc kệ họ, ta vào tìm cái gì ăn đã. Đi, ta đi. Mời ạ. Mời. Theo luôn. Sư huynh, tại sao hắn lại như vậy? Thưa tiên đồng, ngũ trang đây thật là Tây Phương tiên giới. Sao không cờ Tam Thánh Tứ Đế La Thiên Chư Tể lại chỉ treo thờ hai chữ Thiên Địa? Chẳng giấu gì sư phụ, Tam Thánh Tứ Đế là bạn của sư phụ tôi, Cửu Diệu là hậu bối, Nguyên Tần là hạ lân, cho nên không thể tờ lại.
Sư huynh cười cái gì vậy? Cứ bảo tôi hay bị chuyện, chú đạo đồng này mới nói khoác già mồm đấy. Ngộ không? Xin hỏi lệnh sư đã đi đâu rồi? Đức Thiên Thủy Nguyên Tôn có thiếp mời sư phụ tôi đến cung Di La Thượng Thanh Thiên nghe giảng Hỗn Nguyên Đạo Quả, không có nhà. Nay, đừng có nói thánh nói tướng gạt sư phụ của ta nhé. Ngộ không? Đừng có đôi co. Sư phụ họ đi vắng, ta không nên gây rắc rối. Con hãy đi chăn ngựa đi. Bát Giới, con cởi bao đẩy lấy gạo mượn rồi thổi nhờ bữa cơm ăn, trả họ tìm củi lửa. Ngộ Tịnh, dạ. Con đi trông coi hành lý đi. Dạ. Nhớ trả họ tiền củi lửa trước khi lên đường nhé. Sư đệ, hãy mời sư phụ yên nghỉ đi. Mời sư phụ yên nghỉ. Cảm ơn. Sư huynh à, ba đệ tử của Đường Tăng tính tình thật kỳ lạ, ngang tàn quá. Ừ, cũng may là họ đã đi làm việc, nếu không lại phải hái nhân sâm cho họ ăn nữa đấy. Ấy, không biết ông ta có đúng là cố nhân của sư phụ không? Không biết nữa, để tôi đi coi thử xem. Do gạo nấu cơm. Cơm cháy. Sư đệ, tôi đã hỏi rõ rồi. Ông ấy đúng là Đường Tam Tạng, bạn cũ của sư phụ đấy. Vậy hai đứa mình mau hái nhân sâm đi. Nhân sâm quả à? Nếu ba đệ tử của ông ấy biết được thì phiền đấy. Phải rồi, sư phụ đã căn dặn là chỉ mời Đường Tăng ăn thôi. Vậy thì... Sư huynh, nhưng lúc ba đệ tử của ông ấy không có ở đây, ta hãy mời ông ấy ăn đi. Đợi tôi lấy củ nèo vàng. Đi. Sư phụ. Sư phụ, ngũ trang quán chúng tôi đất quang màu xấu, chỉ có mấy trái cây này, mời người xơi. Mời sư phụ. Lạ quá, lạ quá. Năm nay được mùa, sao đây lại đói đến nỗi phải ăn thịt người? Lạ quá. Thưa sư phụ, quả này gọi là quả nhân sâm, mời người dùng một quả không sao cả. Sư phụ, đây rõ ràng là đứa bé mới đẻ chưa đầy 3 ngày, sao lại mời tôi giải khát? Sư phụ, đây là quả trên cây mà. Nói nhảm, cây nào mà lại cấp thành hình người được? Sư phụ ăn đi, hãy mang đi chỗ khác đi. A Di Đà Phật. Đi. Của quý như vậy mà không biết không chịu ăn. Sư huynh có nghe không? Ông ấy bảo là người đấy. Đi mau, đi mau. Tên hòa thượng này thật là nhát gan. Coi nè, coi nè. Tránh ra. Tránh ra. A Di Đà Phật. Quậy ta mấy phú xiao sổ.
ổng không có phước để ăn trái cây này. Người Trần mắt thịt không biết bảo bối của chúng ta gì hết. Ê, trái cây này nếu để lâu quá sẽ bị ủng, ăn không được nữa đâu. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Thôi thì... thế nào? Thôi thì... thì mình ăn đi được không? Được.